Yo, hello tất cả mọi người. Cho anh em một buổi tối thật là bùng nổ. Nghe chưa? Hôm nay chúng ta sẽ comeback, hiểu không? Một cái tựa game mà chúng ta đã được rốt rất là lâu rồi. Đấy, một tựa game mà vào cái thời điểm ra mắt đúng không? Chúng ta đã viễn tưởng ra một cái viễn cảnh đó là thống trị bảng xếp hạng. Đấy, thế nhưng mà rất tiếc là điều đấy lại không xảy ra. Và bây giờ, sau khoảng tầm tôi cũng đéo nhớ là bao nhiêu lâu thì tôi đã comeback cái tựa game này. Và tựa game này hiện tại nó đang ở phiên bản 4.4. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ comeback lại với cái tựa game này, đúng chưa? Đó chính là cái con game Tower of Fantasy. Anh giới thiệu về con game này đi. Xin giới thiệu với anh em, hiểu không? Đây là một con game thế giới mở, hiểu không? Nhưng mà chơi theo hình thức đó là online. Đấy. Với gọi là một thế giới mà nó là cực kỳ rộng lớn. Tôi chưa biết là nó lớn đến cái cỡ nào, nhưng mà đại loại là rất là lớn nha. Với nhân vật, với cái tạo hình cực kỳ là gọi là very very gọi là sexy nha. Nói chung là game bây giờ nó đang có cái thiên hướng gọi là thiếu vải dần đi. Đấy, game bây giờ là nhân vật, tôi cũng không biết là cái công nghệ hiện đại bây giờ nó phát triển đến đâu, là nhân vật là càng ngày là mặc đồ nó càng ít vải đi. Đấy. Let's go. Yeah. Tôi đã chính thức comeback con game này. Wow, đây vẫn là cái con nhân vật của tôi từ cái lúc mà tôi tạo này. Nhưng mà hình như tiếng nó hơi to đúng không? Đợi tôi một tí nha, để tôi chỉnh cái tiếng một chút. Đây. Yeah. Chúng ta có ban nó con game này anh em ạ. Ý kim mốt chi. Arigato. Ủa, tưởng anh này sủi xem bạn đánh chung kết. Tí nữa nha. Đây. Ban đầu con game này nhá, để dành cho những anh em nào phải không? Chưa biết cái cách thức vận hành của con game này, đúng không? Thì tôi sẽ gọi là giải thích sơ qua một chút, đúng không? Về cái cách thức vận hành của cái ban đầu con game này. Thì game này ấy, nó có một số ban đầu như sau. Đầu tiên đây là ban đầu thường. Đây, đây là ban đầu kiểu gọi là ban đầu thường. Thì ban đầu thường con game này thì nó lại có hai kiểu rôn, một là cái rôn vàng ở đây và hai là cái rôn tím. Đây, cái rôn tím này. Thì cái rôn tím này ấy, nó sẽ cho anh em gọi là gì nhỉ? Nó sẽ cho các cái nhân vật kiểu những cái năm sao mà theo dạng gọi là chúng ta hay gọi là like red ấy, kiểu kiểu như thế. Thì cái tím này nó rất là nhiều. Thế nhưng mà cái câu chuyện là cái tỷ lệ để mà ra vàng của cái tím này ấy, là nó rất ít. Và nó không có PT giống như kiểu là các bạn đời bình thường anh em roll, mà nó sẽ chỉ có 1% rất là nhỏ, nó sẽ đổ vàng cho anh em thôi. Đấy, kiểu kiểu như thế. Thì cái rôn này thì nó cho anh em rất là nhiều. Tôi nhớ là cái thời điểm mà tôi chơi thì cái rôn này nó cho công rất là nhiều. Nhưng mà đại loại là tồn rôn ra cái linh tinh thôi. Tại vì phần trăm nó rất là bé mà. Tại vì game nó cho nhiều anh em. Nên là cái này chủ yếu là để gì? Để anh em thỏa mãn cái gọi là cái cơn khát được rôn thôi. Đấy. Chứ còn thực ra là để nổ vàng cái này thì rất là ít. Tôi nhớ là để nổ cái vàng con game này, tôi nhớ đợt ấy tôi phải rôn cũng phải vài trăm rôn ấy. Cũng phải 200-300 ấy. Thì có khi nó mới nổ một vàng. Nói chung là tỷ lệ rất là bé, chúng ta không có mong đợi nhiều. Thế còn cái rôn vàng này thì theo như tôi nhớ không nhầm là nó có bảo hiểm là 80. Đây này, cái chỗ này là tôi 79/80, tức là tôi chuẩn bị nổ rồi này. Cái thời điểm mà tôi bỏ cái con game này là cái ban đầu này tôi 79/80 này, là tôi chuẩn bị nổ này. Thì tí nữa tôi rôn thử một phát để tôi xem mà nó nổ ra cái gì nhá anh em nhá. Ok. Bây giờ cái chỗ này tôi sẽ này, làm sao để mình xem được là cái list danh sách làm sao để biết cái danh sách vàng nó có những cái gì nhỉ? À, đây nè. Để tôi xem là trong cái khoảng thời gian đấy thì ui, nhiều con mới phết đấy chứ. Holy moly. Ui, nhiều con mới thế. Oh shit. Damn. Để tôi xem nào. Nó sẽ cho tôi cái con gì ở đây. Hình như đây là vàng mà. 80/80 mà. Nó phải vàng anh em ạ. Bro. Trời ơi, lâu lắm mới comeback game ấy, game cho cái gì đấy? Con này là con gì? Thunderbreaker à? Trời ơi. Skip không?
Để từ giờ kíp lại cho mình một vàng. Có mấy nó lẻ, tao vô nốt anh em. Đấy, bà sao rồi, chắc là bình thường. Trời ơi, tôi nghĩ là mấy nô này chắc không có nổ sớm rồi nhỉ. Liệu ví dụ nha, mình mới comeback nhỉ. Ý ơi. Oh my god, game nó cho tao nổ sớm này. Nổ sớm thì cũng được, nhưng mà cho xin cái nhân vật nữa đi bro. Lấy cái nhân vật nam làm cái gì? Không cần á. Rồi này, từ từ nha. Bây giờ này, có một cái vấn đề ở con game này. Đây. Chiều ngày hôm nay, cái lúc mà tôi log vào, xong là tôi thử tìm cái chế độ của PVP ở con game này. Đây. Đâu ấy nhỉ? Không, nó có một cái... Đây. Đây là cái chế độ PVP này. Đây là cái chế độ PVP này. Thì ở đây thì trước là tôi chơi là nó chỉ có 1v1 thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó có 8v8. Nhưng mà nhá, chiều ngày hôm nay thì sau khi tôi vào ấy, thì tôi thử tìm một trận, tôi xem là có người không, kiểu như thế. Thì tôi tìm mãi, tôi đéo thấy có ai anh em ạ. Đéo thấy có ai. Thế xong là mình mới check cái ranking. Đây, cậu nhìn cái ranking này. Ôi trời ơi, 0% win rate. Tức là gì? Đéo chơi không. Đéo có ai chơi cái chế độ củ lìn này. Thế xong là tôi mới bảo mẹ, hay là game nó kiểu nó mới update nên là nó reset, gọi là nó reset theo kiểu gọi là reset mùa, phải không? Nó reset mùa mới hay là cái gì đấy, đéo có ai chơi. Xong tôi mới tap ra ngoài, phải không? Tôi mới chat lên kênh thế giới. Phải không? Xong tôi mới hỏi là cái chế độ PVP ở con game này nó còn hoạt động không? Thì tất cả mấy bọn người chơi ở trên này nó đều chat là nó đéo còn hoạt động nữa. Bây giờ đéo ai chơi cái chế độ đấy nữa. Mà nghe nó buồn chứ chịu. Đéo ai chơi cái chế độ đấy nữa. Là sao? Ví dụ như là hai thằng chơi với nhau cũng được mà. Sao lại đéo có ai chơi nữa? Chưa bao giờ tôi thấy một cái chế độ của con game mà nó lại đét lên như vậy. Đây à? Story à? That's quite big. Impressive. Holy moly. Oh, holy moly. Oh, shit. Ôi, lại còn đi tắm nữa. Oh, lại còn gọi nữa. Ê, hay ông ấy thay vì mình gọi mình đi vào được luôn không? Holy moly. Nhìn gương được không? Yeah, boy. Bấm tab để làm gì? F. F là gì mà? Đâu, nói chuyện có gì hấp dẫn không? If you have the time for it, come take a break. Maiden Paul. Oh yeah. Hey. Cái gì đấy? Ok ạ. Wait. Nhưng mà nó bây giờ nó đang là đầu tháng 11 đấy. Bây giờ đang là đầu tháng 11 nha. If you have the time for it. Đâu rồi, để tôi xem. Take a break with me. Holy moly, chết rồi. Tôi nghĩ là con game này là có lẽ là mình chỉ nên dừng ở đây thôi, đúng không? Mình chỉ nên dừng ở cái level 71 rồi. Tôi nghĩ là ở cái thế giới ngoài kia nó không có cái gì hấp dẫn nữa rồi. Ủa, lại có cái slip này. Oh shit. Đâu? Slip đâu? Where? Oh my god. Holy moly. Có cái lệnh gì cho mình sleep không? Oh my god damn. Wanna have a drink together? I'm afraid you don't have the guts. Chính nhá, đây lại còn nhiều pole nữa chứ. Ui, mấy cái pole này làm sao để có thể lấy được mấy cái pole này anh em? Mấy cái pole này. Làm sao để lấy được mấy cái pole này? Kiểu gọi là mình phải nâng yêu thích nhân vật lên à? Hay là như nào?
kìa. Cho xem thử đi xem nào. Thề, cho xem thử đi. Holy moly. Holy. Holy. Làm sao để mở mấy cái này anh? Holy. Làm sao để mở nhỉ? Tôi nghĩ là chắc là kiểu mình phải lên yêu thích nhân vật đấy. Không thể tin được. Thế từ từ nhá, có cái gì không? Ui là còn interact nữa hả? Ủa interact là interact cái gì đấy? Đâu? Interact. Ủa? Này là interact những cái gì à? Có cái gì để interact? Chụp ảnh nhá hả? Ai ai ai, quay quay quay. Quá, làm sao để hủy? Ê, làm sao để hủy? Không bấm lưu, không bấm lưu đâu. Được chụp ảnh nhá được không? À, bấm cái kép mà được. Nghe nó chứ, game lỗi vãi bèo. Không có chụp ảnh, không có chụp ảnh. Ai, không có vòi xịt đít nha. Đánh giá là game này thiết kế không chi tiết này. Đúng ra là phải có cái vòi xịt đít ở đây nha. Thiếu. Thiếu cái bộ môn vòi xịt đít ở đây là không được. Wow. Simulanka. À đây đây đây. À hiện tại là game nó đang chỉ có bạn thường. Nằm sẵn là không ổn rồi. Xem trong gương à. Đâu. I like to come here and relax whenever I'm not on assignment. À, đây đúng không? Đâu? Oh shit. Holy moly. Ui da, ui da, ui chu chu. Ui chu chu. Tôi nghĩ là mình chơi game mình chỉ cần thế này thôi. Đúng không? Mình chơi game thì mình chỉ cần thế này thôi. Quá đủ rồi. Tôi nghĩ là game không cần phải ra ngoài đánh quái đâu. Ớm đánh quái làm gì đúng không? Nó vất vả, nó còn mệt mỏi nữa anh em ạ. Tôi nghĩ là không cần gì nhiều đâu anh em. Cần thế thôi. Nhé. Tôi nghĩ là con game này là câu không nên chơi vào tháng 11 này. Anh em không nên là trải nghiệm cái tựa game này vào tháng 11. Ít nhất là anh em đợi qua tháng 11 nhé. Đến tháng 12 thì anh em hẳn nên chơi cái tựa game này. Ồ, nhà khác này. Holy. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ui, có cả chỗ tập yoga luôn đấy hả? Nice. Kiểu gì ác thật đi chứ. Sit on sofa. Ủa. À nhìn vào gương chứ, cái gương này bé vậy. Tap. Không ổn rồi, con game này không ổn rồi. Ê, này, nếu như mà nhá, nếu như mà ở trong cái room này nó có một cái chỗ này, khả năng là nó sẽ có một cái hành động gọi là hành động tập yoga đúng không? Kiểu thế đúng không? Đâu, để tôi xem nào. Để tôi xem là cái action này có cái action không? Làm việc, nghỉ ngơi. Red up bay window. Uầy, cái này lại còn quá. Hai người nữa. Đâu, thử sit on sofa xem như nào. À, tôi nghĩ là cảnh thiên nhiên là cũng đẹp. Nói chung là cái khung cảnh background tôi nghĩ là game mà làm cũng khá là tốt.
trông là cũng đầy đủ chi tiết đấy. Đánh giá là game hay nha. cái chỗ kia đẹp kìa. Đấy, các ông nhìn nào. Các ông nhìn cái bầu trời không? Ui, trông đẹp đấy, trông cái mây kiểu nó bị thật đấy. À, tại sao cái khung cảnh chi tiết bên ngoài lại đẹp như vậy? Trời ơi, nhìn nhà cửa sông nước kìa. Quá đi. Game này là thực sự là nên nha. Nên là chơi con game này nha. Cái gì đây? Shirley? Ai đây? Shirley what? Ui da. Surely it has something to do with space rift. Hey, wakey wakey. Ác thật đấy chứ. You're done sleeping. Biết thế chọn nhân vật nam. Over the space rift technology. Space rift technology? Oh shit. Who is this? I must be inside the Gestos network. Stop playing dumb and quit stalling. Security by the laws of the Federation. Surrender immediately and release the hostages. Khu này là khu sao kiểu khu bình thường chứ không phải là thành phố nhưng mà. Hả? Xe đéo đây. Rồi cái xe này có đi được không? Bro, rồi cái xe này ngồi vào xong là lái kiểu gì? Hả? Rồi, ngồi vào đấy lái sao? Nhưng mà nó sẽ cho anh em kinh nghiệm. Theo như tôi nhớ thì nó là như thế. Ủa, siêu xe. Oh shit. Wow. Sao trông đéo giống siêu xe lắm. Taxi. Oh my god. Cái gì đấy? À. Ấy. Later than scheduled. Cho hỏi đây là nhân vật hay là nhân vật mình sử dụng hay đây là NPC đi? Vãi bỉu thật. Là sao nữa? The researcher from Kylo. Hỏi đây là nhân vật mình sử dụng hay là NPC vậy? Holy moly. You all right? Luckily. Đây, đây chắc là đến đây. Sau game nó cứ có mấy cái gọi là cái cutscene như thế này nhỉ, nó cứ mấy cái cảnh như này thì làm sao mà tập trung chơi game được. Oh, lái xe hả? So, this is your first visit to Asperia, isn't it? More like it's been a long time. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tôi cảm giác là mình được ngồi sau một cái xe máy gọi là đỉnh của chóp như thế là. See that magnificent tower in the distance on your right? That's Asperia's Tower of Fantasy. And it was built worldwide. Asperia's Tower of wow. Fantasy. Đây là tôi nghĩ là trải nghiệm của nó là cực kỳ tuyệt vời này. Anh em nên đi gắn đấy. Bạn ơi, đi thêm một đoạn nữa đi. Đi thêm một đoạn nữa lên trên kia đi. Anh em ơi, hôm nay trải nghiệm con game này thế thôi. Sau là một thời gian chúng ta comeback vào thì chúng ta thấy là con game này trông nó cũng cứ ảm đạm như thế này thôi. Tôi nghĩ là cũng không.